so cool, bro. Wow. Saranghal hetta, uriga mana, jiuji mochal chuwogi detta, bolmanan melodrama, gaenchaneun geolman, geogeomyeon detta, neol saranghetta. Ăn xong rồi đi dạo. Yay, mỹ phẩm nè. DHC nè. DHC xài cũng được. Đây là cái gì của DHC ấy? Uống lemon đi. Hoặc là táo. Cái gì? Nho. Yep. Mua đi ăn đi. Cái này quen quá nhỉ? Không có. Để sữa. Bánh mì. Chị ăn được không? Hồi nhỏ em hay ăn. Chị ăn mệt. Một 200 mấy là có 40.000 đúng không? Đúng rồi, 1.000 là 2. 100 là 22.200 giờ. 200 là 44.000, 250 mấy nghìn. Vậy em sẽ pick một cái nào mà nhìn nó không, nhìn nó tào lao một tí. Ăn miếng không? Cái này nè. Thử không? Gớm quá thì thôi. Bữa cái đấy ăn chung. Ok. Mua đi ăn chung. Nhận là phải mua matcha đúng không? Đây, thích cái tổ này quá, lát chụp hình ở cái tổ này đi. Chụp. Ui, trời, bên kia có một đống tạp chí kìa. Phải không? Ai biết không? Vẫn có chuyện này. Nani? Chuyện này là chuyện bình thường. Chỗ này là chuyện không bình thường. Đây là chuyện này là chuyện kiểu bình thường đấy. Quỷ nhập này. Đấy. Bình thường đấy. Nghe nói là bất kể một cái cửa hàng tạp hóa nào, à không, ý là cửa hàng mua đồ nào cũng sẽ có sách báo chuyện các thứ. Lát nữa mình sẽ đi vào cái Family Mart để xem là có đồ hay không, có xem bao nhiêu cái chuyện tới tạp chí nóng. Có chuyện heo hay không? Chuyện heo hay không? Chuyện heo. Hương đi tìm chuyện heo. Hương đi tìm chuyện heo. Yêu. Ui, I like this. You like what? You like what? You like this? Wow. So cool, bro. Wow. Mình biết tiếng Nhật để mà đọc vui thôi không ấy. Cười khinh bỉ. Để chơi game à? Thôi xin nhé. Thế giới mang gian của lòng tôi. Tại vì đường vào tôi rất là đọc. Không ở đây không? Chỉ bán quần áo thôi. Người mẫu vẫn mặc quần áo đầy đủ nha mọi người. Trái quá hết rồi. Đây là một chuyện. Một chuyện giấy thế. Để tôi kiểm tra cho mọi người lần nữa.
Mọi người phải nói vậy. Mọi người phải nói vậy. Chứ không phải như cái chuyện lúc nãy.